Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như các bạn biết đấy, Pikachu, một biểu tượng bất diệt trong giới Pokemon, nó chính là linh vật xuyên suốt 25 năm phát triển của dòng game Pokemon. Trong anime, chúng ta chẳng còn xa lạ gì với hình ảnh Gotchu tay không bắt địch, một mình định càn khôn cùng với Satoshi, với sức mạnh tình bạn bất diệt. Tuy Gotchu và Satoshi đã về vườn, nhưng tinh thần đó vẫn còn, và giờ chúng ta có gì nào? Trong Pokemon Horizon, chúng ta có một con Pikachu rất lợi hại, đó là Captain Pikachu với cái tên là Cap. Nó là một Pokemon cực kỳ lợi hại, cùng sự thân thiết của giáo sư Friedo. Rất nhiều lần, nó cùng với Friedo chiến đấu để giải cứu cho Lico. Vì anh em cũng biết rồi đấy, Lico ngoài nói câu em không biết gì hết thì có làm được cái gì đâu. Hôm nay thì sao, Cap sẽ có một đợt huấn luyện nhẹ cho hai Pokemon mới không biết cách chiến đấu, đó là Yaoha và Hogeta, để xem chúng ta có gì nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video Pokemon Horizon 7 Captain Pikachu huấn luyện đặc biệt nhé. Vẫn là một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, phi thuyền bay Ray Asagi tiến về phía trước. Đây là ai? Là Captain của chúng ta. Nó thay anh Fiedo chiến giữ buồng lái thuyền. Lico cũng mới dậy, cô đang ngồi quan sát nhau Hà và ghi chép lại. Nói từ bên trong vội vàng chạy ra, cậu nói với Lico, đến lúc rồi, chúng ta cùng nhau học cách để trở thành một trainer Pokemon thôi. Lico nghe xong thì vui vẻ đồng ý. Mấy bữa nay ai cũng biết, anh Fiedo gánh tim còng lưng. Nếu bản thân cô không tự mạnh lên, thì không ai có thể giúp cô mãi mãi. Hai bạn trẻ lên Wing Deck thử chiến đấu với nhau, giao lưu võ thuật một tí. Rồi cho Hogeta tấn công với hoa lửa, Nhao Ha phản công bằng diệp thụ. Thế là cả hai chỉ biết đứng một chỗ spam hai chiêu thức. Chị Molie đứng bên mặt không biến sắc, kiểu tao đang làm cái quái gì vậy trời? Sao tao lại ở đây? Đây là chiến đấu Pokemon ư? Trong lúc đó, hai bạn trẻ của chúng ta vẫn đang rất hung hăng, nhưng cũng chỉ biết spam hoa lửa và diệp thụ. Đúng là hai new trainer có khác. Sau một hồi spam nhưng không có kết quả, cả Nhao Ha và Hogeta đều mệt như người. Chúng ngồi xuống sàn. Tất nhiên là chưa có con nào bị một tí thương tổn nào, chúng chỉ mệt mà thôi. Chị Molie tuyên bố trận đấu kết thúc, kết quả là hòa. Đánh kiểu này thì sáng mai cũng không phân thắng bại. Anh Fido gọi điện thông báo mọi người tập trung ở phòng họp. Anh đã cập nhật Rotom Phone cho Roy và Lico. Ở đó có ứng dụng riêng của Rising Voltaker. Giờ thì hai người họ đã trở thành thành viên chính thức của nhóm. Cả hai đều vô cùng vui. Cuối cùng thì họ cũng chính thức trở thành đồng đội của nhau. Về phần Roy, cậu mới được cập nhật Pokemon Zukan, nên cậu vui vẻ muốn cập nhật Rayquaza vào deck. Cậu tự hỏi, không biết Rayquaza đã bay về đâu. Anh Fiedo nói, trên tàu này còn một thành viên nữa tên là Đốt. Cậu ta có nhiệm vụ thu thập thông tin. Tên này thì kiểu như tự kỷ, suốt ngày ở trong phòng, dễ khi ra ngoài. Cô bé đó cũng là người phát triển ứng dụng đồng đội và là cháu gái của chú Murdoch. Roy bất ngờ ra hiệu cho Lico im lặng. Cậu nghe thấy một tiếng gì đó, im lặng nghe ngóng. Họ phát hiện ra đó là âm thanh quen thuộc của Grumin. Cả hai chạy về phía âm thanh phát ra. Họ đứng trước cửa phòng. Roy nói to vào bên trong, hỏi tung tích của Rayquaza màu đen. Bên dưới lỗ chó, một con Kuwasu xuất hiện. Roy hưng phấn quá nên lôi Pokemon Zukan đã test ngay cho nóng. Kuwasu mang một mẩu giấy ra bên ngoài. Trên đó viết hình của Roy và Hogeta sau khi thất bại. Thấy hình vẽ, Roy có vẻ akai lắm. Cậu dẫn Lico chim cút khỏi chỗ này. Mới làm new trainer mà đã bị sỉ nhục rồi. Yếu đuối có gì sai cơ chứ? Vì biết mình quá yếu, cả hai đến phòng chỉ huy. Nhờ anh Fiedo sắp xếp cho họ một buổi huấn luyện đặc biệt. Họ đều biết mình rất yếu, Roy muốn mạnh hơn để thu phục Rayquaza. Lico thì khỏi nói, bị team Explorer truy đuổi bao nhiêu lần, bị Amethio đập cho như một cái miệng rách. Nói có tức không, Lico tức chứ, vì sự yếu đuối của bản thân mà rất nhiều người bị liên lụy. Nếu Rayquaza không xuất hiện thì tất cả đã xong. Cô muốn bảo vệ tất cả mọi người bằng chính đôi tay của mình. Chính vì thế, cô phải cố gắng trở nên mạnh hơn cùng với nhau ha. Fiedo hiểu được cảm giác của hai người họ. Ai cũng vậy thôi, ai cũng từng yếu đuối. Chính vì thế, anh quyết định để Cap huấn luyện cho họ. Trên Wing Deck, một mình Fiedo solo cả Roy và Lico cùng một lúc. Nhìn hai bạn trẻ của chúng ta này, hung hãn thật sự. Khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu, một tia sét phá tan thương khung từ bầu trời đánh thẳng xuống. Bên dưới tia sét là một hình bóng chợt sáng chợt tắt. Một Pokemon đang đứng dưới tia sét, đó chính là Cap. Nó đứng một chỗ khoanh tay ngang ngực một cách cực kỳ ngầu. Nó quyết định sẽ tự mình làm đối thủ của cả hai. Luật chơi đơn giản thôi, chỉ cần đánh trúng Cap được một cái thì họ sẽ thắng. Nghe rất chi là dễ. Trận đấu bắt đầu, Roy khẩn trương cho Hogeta tấn công phủ đầu với hoa lửa. Lico cũng cho Nhao Ha tấn công với diệp thủ. Cap thấy vậy thì còn không thèm tránh đòn. Vì hai đoàn tấn công va chạm vào nhau, từ đó triệt tiêu nhau. Sau đó, hai bạn trẻ tiếp tục đứng một chỗ spam hoa lửa và diệp thủ. Nhìn thiểu năng thật sự. Cap đứng im một chỗ, tuy nhiên không có bất kỳ một đoàn tấn công nào đánh trúng nó. Đây đúng kiểu một thách đấu đi bắt nạt hai đồng đoàn.
Sau khi nghe anh Phi đô khích tướng, Lee Ko nói rồi hãy cùng kết hợp nào. Cô cho Nhao Ha sử dụng diệp thụ tổng lực, Hogeta cũng sử dụng tấn công trực diện để tấn công. Tuy nhiên, cáp bỗng nhiên biến mất không dấu vết, không ai biết nó đã đi đâu. Thì ra, nó đã chạy ra phía sau Nhao Ha, tiếp tục nhìn mặt con môn lèo này, cười đau bụng. Lee Ko bất ngờ lắm, cô không biết cáp tại sao lại xuất hiện ở đó. Cô cho Nhao Ha tấn công bằng cào loạn xạ, nhưng cáp cứ như có thuấn thân thuật. Nó di chuyển nhanh đến trước mặt Hogeta, nên tất nhiên là cào không trúng. Ngoan thế này thì sao lại không ăn? Hogeta phóng hoa lửa. Tuy nhiên, con cáp trước mặt đã tan biến. Thì ra, cáp đã sử dụng phân thân. Trên sân lúc này có vô cùng nhiều cáp. Môn lèo nhìn rất nhiều cáp, nó đột nhiên nổi điên vì bị khiêu khích. Chính vì thế, nó lao lên tấn công từng phân thân một. Nhưng cứ diệt được một phân thân thì một phân thân khác lại được sinh ra, đánh đến sáng mai cũng không hết. Anh Fiedo bắt đầu sảm ngôn. Anh nói cả hai hãy quan sát cáp cho kỹ vào. Tuy nói là vậy, nhưng biết con nào mà quan sát. Nhao Ha vẫn tiếp tục tấn công từng phân thân, Lee Ko vẫn đứng quan sát. Cô bắt đầu phát hiện ra quy luật xuất hiện của các phân thân. Đó là cáp đang di chuyển về sau theo hình zig zag. Roy nghe xong tuy không hiểu gì, nhưng có vẻ rất chi là lợi hại. Cậu cũng cho Hogeta tấn công các phân thân. Sau một khoảng thời gian truy tìm, Nhao Ha cũng tìm được bản thể của cáp. Nó tấn công với cao loạn xạ. Tuy nhiên, cáp đã nhanh chân nhảy lên cao né đòn. Cáp từ trên cao rơi xuống, nhìn hai Pokemon bên dưới như hai đứa hạ đẳng. Khi Roy và Lee Ko chuẩn bị tấn công tiếp, thì đột nhiên Hogeta và Nhao Ha nằm lăn ra đất. Chúng đã đến giới hạn rồi, nên tất nhiên rồi, Pokemon chiến thắng là cáp. Chiến thắng mà không tấn công bất kỳ một đòn nào, ảo thật đấy. Đánh trận bên nhiều người xong thì cũng đến buổi ăn trưa. Cả nhóm cùng ngồi dùng bữa như đi picnic. Quan sát các Pokemon dùng bữa, Lee Ko phát hiện từng Pokemon sẽ có những khẩu vị khác nhau, như một lèo thích vị đắng và ăn matcha chẳng hạn. Cô ghi chép lại để có cái sau này tham khảo. Lee Ko biết là cáp rất mạnh, nhưng không ngờ đẳng cấp giữa họ lại chênh lệch đến vậy. Cô cũng biết ở trận đấu vừa rồi, cáp không đơn giản là đang chiến đấu, mà nó đang cố chỉ cho họ điều gì đó. Sau khi ăn trưa xong, họ lại tiếp tục luyện tập. Lần này, Roy và Lee Ko sẽ làm đối thủ của nhau. Anh Fido cũng nhắc, họ nhớ lại trận đấu với cáp, ở đó có huyền cơ gì đó chưa cả hai khám phá. Trận đấu bắt đầu, tuy nhiên, cả hai cùng đứng quan sát đối thủ, không tấn công loạn xạ như trước nữa, nhìn có vẻ khá căng thẳng. Lee Ko cứ đứng nhìn Hogeta, không biết nó sẽ di chuyển như thế nào. Nhìn nửa ngày, Hogeta ngáp ra một cái. Lee Ko thấy có cái gì đó sai sai, đối thủ không di chuyển thì mình tấn công trước vậy. Cô cho Nhao Ha tấn công trước với cào loạn xạ. Hogeta nhảy lên né đòn. Tiếp theo, nó phản công bằng tấn công trực diện, nhưng Nhao Ha cũng dễ dàng né được. Đột nhiên, cả Roy và Lee Ko nhận ra điều gì đó. Có gì đó khác so với trước đây, đó là di chuyển của đối thủ và thời gian tung đa chiêu thức. Lee Ko bắt đầu nhớ lại những trận đấu trước đó. Cô và Roy chỉ biết đứng im rồi điên cuồng spam chiêu thức. Vì không nhìn đối thủ thì làm sao đánh trúng được. Ở họ như mở ra một bầu trời tri thức mới. Kiến thức này đã được tiếp thu. Nhao Ha và Hogeta vẫn tiếp tục giao lưu võ thuật thêm một lúc, vừa tấn công vừa né đòn tấn công của đối thủ, nhìn khá là nhịp nhàng. Trong khi đó, Lee Ko và Roy cùng nhận ra chiến đấu Pokemon thật thú vị. Roy bất ngờ hát lên, cậu cho Hogeta tấn công với hoa lửa. Lee Ko ra lệnh cho Nhao Ha chạy băng lên. Tuy nhiên, tốc độ của Nhao Ha đột nhiên tăng mạnh. Đây có lẽ là chiêu thức tấn công tốc độ. Nó lao lên hút được Hogeta một phát. Hogeta bị hút một phát vô cùng đau. Nó mất khả năng chiến đấu. Do đó, Nhao Ha là kẻ chiến thắng. Thắng rồi, nhưng Lee Ko cũng không tin vào mắt mình nữa. Cô chạy lên xoa đầu vuốt ve Nhao Ha trong vui sướng. Ủa, mà Lee Ko gà như thế này, sao hôm nọ solo thắng được chỉ tóc xám nhỉ? Hỏi chấm, hay tổ chức X-Sư Blorer nuôi tốn cơm chăng? Lee Ko đứng lên cảm ơn cáp. Cô càng khâm phục anh Fiedo và cáp nhiều hơn. Họ quả thực rất tuyệt vời. Roy cũng chạy đến cảm ơn cáp. Cậu nói rất bực bội vì thua cuộc, nhưng lần tới cậu sẽ không thua đâu. Roy và Lee Ko cùng đấm tay, đồ thực hiện cái nghi thức của đội Rising Voltaker. Khi cả nhóm đang vui vẻ cảm thán, thì Roy nhận được một tin nhắn từ Đốt. Thế là cậu dẫn Lee Ko đến phòng của Đốt. Tất nhiên là cửa phòng vẫn đóng chặt. Còn Cư Hoa Sư lại xuất hiện. Nó mang một mẩu giấy khác. Lần này, trên đó có Rayquaza và bản đồ của khu vực Parudia. Roy vui vẻ chạy ra bên ngoài. Lee Ko thì thầm cảm ơn Đốt. Cô muốn biết nhiều hơn về Đốt. Còn Đốt là ai? Thì chúng ta dưới góc nhìn của Thượng Đế nên biết cô ấy là idol mới nổi Gurumin. Tập phim hôm nay đến đây cũng kết thúc. Nhận xét, ai cũng vậy thôi, sẽ luôn có một khởi đầu không thuận lợi. Không phải ai sinh ra đã biết cách chiến đấu Pokemon. Roy và Lee Ko cũng vậy, vì biết mình chỉ là một new trainer, mình rất yếu. Để bảo vệ mọi người và hoàn thành ước mơ của mình, họ cần phải mạnh hơn. Nhờ sự huấn luyện của Cap, cả hai tuy vẫn còn là một trái xoài, còn non và xanh lắm,
nhưng họ cũng dần biết cách chiến đấu hơn. Từ đó, thấy được sự thú vị trong chiến đấu Pokemon. Thực ra, làm nhân vật chính không cần phải học PK nhiều đâu, học hồi tưởng và làm nhảm về sức mạnh tình bạn là đủ. Nhớ lại ngày xưa Thanh Sa cũng thế, Vạn Sự Khởi Đầu Nan chỉ khác mỗi một điều, đó là tính cuồng chiến nó ăn sâu vào HP của Sa rồi, gặp ai cũng gại Beto. Sau lần huấn luyện này, Roy và Lico đã trở nên vững vàng hơn, họ sẽ tiếp tục hướng đến Paduria để thực hiện mục tiêu của mình. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.